làm gì vậy anh Lưu? Anh đang sửa sang lại cái nhà của anh nè. Trời đất ơi, nhà vậy mà còn sửa gì nữa, em thấy nó rách dữ lắm rồi anh Lưu ơi. Vậy sao? Giờ em chê nhà anh á phải không? Nó rách hồi chứ chưa nát nha. Còn ở được ngon lành đâu không? Tin em vô đây em ở nha anh đi. Đi vô. Thôi thôi, em phải đi về, ba má em chờ em nha. Đi vô đây nha anh. Vô đây chơi, chơi anh xíu thôi. Đi vô đây. Anh làm gì vậy anh Lưu? Anh tính hạ miếp em mà. Lưu ơi, Lưu ơi. Em im đi. Em làm gì? Em la làng nha. Em muốn để cho người ta nghe hả? Em coi. Lỡ người ta phát hiện sao anh Lưu? Không được đâu. Cho em ra đi. Em im coi, em đừng có la làng là không ai biết hết trơn á. Anh làm gì lỡ em có bầu với anh rồi sao anh Lưu? Thì có bầu có gì đâu mà sợ. Bộ em không có yêu anh hả? Không được đâu Lưu ơi, em yêu anh. Nhưng mà anh quất em như vậy, mai mốt em đẻ con gì anh Lưu? Thì đẻ con Lưu Dậu chứ con gì. Vậy cũng hỏi nữa. Trời đất ơi, con này em mới nghe luôn á anh Lưu ơi. Em im đi, em la làng vậy anh không có tập trung gì hết á. Thôi em có cảm giác như có ai đang quay phim mình luôn ơi. Không được đâu, thả em ra đi anh Lưu ơi. Kệ nó, quay phim cho nó thèm chơi. Không sao đâu. Chuyện của em là em im lặng đi. Còn gì còn lại để lo, để em tính. Em đừng lo gì hết. Trời đất ơi, đẻ con Lưu Dậu rồi ấp bằng cách nào sao mà nó lớn lên được anh Lưu. Bây giờ em có im hay không? Em phiền quá trời luôn à. Bây giờ em có im không? Em lôi nhôi hoài lắm còn sợi lông luôn á. Không được đâu Lưu ơi. Im. Cái gì mà không được hả? Em để con Lưu Dậu, nếu như em ấp cũng được thì để cho anh ấp. Anh ấp được mà. Trời đất ơi, anh ấp bằng cách nào anh Lưu? Im coi, ở bên ấp trứng gà có cái sản phẩm gọi là máy ấp trứng thương hiệu Lin. Em vô đây nha, em đi đâu nha? Không được đâu. Em cứ tưởng đâu anh ấp, ai ngờ là anh mua máy gì anh ấp. Sao được? Sao không được? Cái máy ấp trứng gà thương hiệu Lin đó là tự động hoàn toàn, có chức năng diệt khuẩn, tỷ lệ nở cao nhất và là đơn vị thi công của máy ấp trứng quy mô công nghiệp từ 20.000 trứng trở lên không á. Em vô đây với anh, còn em đi đâu vậy? Nhưng mà cái máy nó chuyên ấp trứng gà chứ đâu phải ấp trứng Lưu Dậu đâu mà được hả Lưu? Thôi anh thả em ra đi Lưu ơi. Không có được, hôm nay anh cảm thấy anh tới nấy rồi. Anh tới nấy kìa cha anh chứ. Hôm nay em khẹt rồi. Anh gắng sức lục đích em bây giờ.